Sưu tập điện tử Hình Thương xin gửi lời chào tới tất cả các bác. Trước khi tìm hiểu về cặp loa Mỹ Bái hàng đẹp xuất sắc ngày hôm nay, xin mời các bác hãy cùng Hình Thương lắng nghe và cùng cất cao lời ca tiếng hát để ca ngợi Chúa với bản tình ca được mang tên Bài Thánh Ca Buồn. Xin mời các bác cùng lắng nghe. Bài thánh ca đó còn nhớ không em? Noel năm nào chúng mình có nhau, vang trong đêm lành bài ca Thiên Chúa, khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng. Ôi dòng hát em mênh man buồn. Các bạn thấy sao? Tiếng nó nét nét nó luôn. Một cặp nam Mỹ Bái và với mức đầu tư cũng không nhiều tiền lắm, em nghĩ rằng là sẽ có nhiều phương án, nhiều cách để chúng ta có tiền để chơi cặp nam Mỹ Bái này. Và mời các bác hãy cùng Yên Phương lắng nghe và cùng tìm hiểu về cặp loa JBL. Sau đây xin mời các bác. Hello tất cả các bác. Đã nhiều năm mê loa đài Mỹ, đặc biệt là mê những dòng sản phẩm của trung tâm điện tử Yên Phương. Và cũng đã từng là tiết kiệm rất là kỹ và giấu tiền của vợ nữa. Nhưng mà đến thời điểm này thì mới có dưới tầm 20 triệu thì không biết là mua cái loa nào nó hay. Thì xin thưa các bác là ngày hôm nay anh Phương sẽ tư vấn giới thiệu các bác về một cặp loa Mỹ Bái mà chưa đến 20 triệu. Còn lâu mới đến 20 triệu nhưng mà về chất của nó thì em nghĩ rằng là nó quá đỉnh. Các bác hãy cùng quan sát với em về hai cặp loa ngày hôm nay. Đấy. Cặp loa Mỹ Bái rất xuất sắc. Cặp loa này mang thương hiệu của hãng JBL. Nói đến JBL là nói đến một trong những cái thương hiệu mạnh nhất hiện nay trên thị trường về loa karaoke. Tất cả những dòng loa này các bác thấy rằng là trên thị trường thì chúng ta thấy rằng nó chiếm lĩnh một cái thị phần cực kỳ lớn. Nói đến loa xịn, nói đến loa hát karaoke hay thì chỉ có JBL rồi các bác. Các bác cùng quan sát nhé. Cặp loa này hôm trước về một cặp em bán rất là nhanh và ngày hôm nay này tiếp tục về một cặp thứ hai. Đó là cặp TR-126. Đấy. Các bác nhìn cái cấu hình thùng của nó, thiết kế một bát 40 và một chép kèn. Và nó được định hình trong một cái gọi là thùng loa mà tạo một cái góc mở rất là rộng như này các bác này. Các bác quan sát cho em nhé. Góc mở của loa cực kỳ rộng. Nếu bác nào mà nhà không gian mà chúng ta có cái không gian kê kích nó hợp lý, và đặc biệt là những anh em chơi ngoài sân vườn, sân rộng, chúng ta chơi cặp loa này em nghĩ rằng nó quá ngon luôn. Cái định hướng của loa các bác nhìn nhé. Bình thường những đôi loa bình thường thì chúng ta thấy rằng là loa nó chỉ có cấu hình như thế này. Đấy, có nghĩa là cái âm sắc của nó chỉ rót được về phía đằng trước này thôi. Nhưng mà riêng cái loa này nó có định hình âm cho nên là chúng ta thấy rằng âm thanh nó lan tỏa ra rất là rộng. Và thùng của nó là thùng gỗ sơn sần. Đấy, cho nên là chúng ta thấy là đời cao, cho nên là chúng ta thấy nó rất là sạch sẽ và bền bỉ. Còn loa nhà em tuyển thì các bác yên tâm là nó đẹp gần như mới luôn. Nhiều bác nhận được hàng của anh Phương gửi tới tay các bác bảo ô loa mới à? Loa này loa đóng Trung Quốc à? Thì xin báo cáo các bác là cũng có những cái mã loa được đóng tại Trung Quốc. Nhưng bờ những cái đời loa ví dụ như là 925 hay là 835 hay là 938 hay là 225 hoặc là 126, nó chỉ có sản xuất ở Mỹ, không có sản xuất ở nước thứ hai các bác nhé. Đấy, loa về trong tình trạng còn nguyên cả tem cờ luôn. Đấy, các bác nhìn cái tem này uy tín chưa? Đẹp xuất sắc luôn. Bán tất cả bao zin bao chuẩn luôn. Không tì vết. JBL của Mỹ đấy các bác. Em quay phía đằng sau để các bác quan sát nhé. Loa trong tình trạng đẹp gần như là mới. JBL sản xuất tại Mỹ. Bên đằng sau này quay được sau này khó nhỏ để em lấy lại nét nha. Đấy. JBL made in USA này. Xịn sò luôn. Các bác nhìn cái bên hông nó này. Quá mới luôn đấy. Em nghĩ rằng là khó có cặp loa nào nó mới hơn cặp loa này. Về chất âm thì cặp loa này cực kỳ ngon. Nếu để nói rằng những dòng loa mà dưới tầm 20 triệu thì những cặp loa này cực kỳ ngon. Tiếng tép hàng zin các bác nhá. Đối với loa
qua Mỹ mà hàng Zin nghe tiếng nó lách cách rất hay, tơi và mịn màng luôn các bạn. Cũng bỏ tiền ra mua loa Mỹ, nhưng quan trọng là mua được loa nó như thế nào và loa ở đâu là loa xịn, loa Zin. Cái điều đó là điều cực kỳ mà quan trọng khi các bác mua loa. Đấy. Tiếng rất ngọt. Đặc biệt là loa này thì các bác em vẫn nói rằng là đây là một trong những dòng loa có cái âm sắc nó rất là phóng, rất là xa và lan tỏa rộng. Với một cặp loa Bass 40, nếu mà dòng loa bình thường như loa bãi hoặc là loa mới của Trung Quốc mà đánh thì chúng ta chỉ ra ra xa xa một tí là nghe nó mất tiếng luôn. Nhưng mà những đôi loa Mỹ này thì kể cả ra xa tiếng nó vẫn rất là dẻo và rất là nét. Đẹp xuất sắc luôn các bạn. Đôi này hiện tại đang có giá chỉ rơi vào có 18.500 thôi các bác. Rẻ vô cùng luôn. Vậy thì tội gì mà loa Trung Quốc các bác. Anh ngày nay tay anh ở khi mới yêu nhau đúng không các bác, ngon chưa, tuyệt vời. Nghe nhạc thì đúng là hết lời luôn, hết lời khen luôn. Hàng ở đây các bác về nhớ về cho em nào, còn nguyên cả bút xốp ở đây luôn. Cây ngọt hay, giá 18 triệu rẻ như bèo rồi. Bác nào có nhu cầu đầu tư đến cặp loa này, alo cho em với số máy 0971998555 hoặc là các bác ở gần thì đến với địa chỉ An Lạc, Chí Linh, Hải Dương, trung tâm điện tử Hải Dương, hân hạnh được phục vụ các bác về những âm thanh hàng cao cấp.